Bà lão kỳ quái. Mình ơi, chiều qua bà chủ trọ lại nhắc khéo tiền phòng đó. Mình mới chuyển tới để họ nhắc ngại lắm. Ai... Để anh hỏi xem có được ứng lương không. Con chào ba mẹ, con đi học đây ạ. Ừ, đi cẩn thận nha con. Vâng ạ. Đó, bà ta lại đi đấy, trông kỳ thật. Hành tung bà ta lạ lắm, mờ ám thế nào ấy. Mờ ám thế nào ạ? Ngày nào bà ta cũng đóng kín cửa ở trong nhà. Mỗi lần đi qua nhà bà ta, thường hay nghe tiếng lẩm bẩm. Cứ như là bà ta đang nói chuyện với ma vậy. Đã thế, mỗi lần ra ngoài đều ăn bận kín mít hả? Chẳng ai biết bà ta đi đâu làm gì hết trơn á. Đến mức vậy sao ạ? Cô mới đến chưa biết đó thôi, nên cảnh giác một chút, tránh tiếp xúc thì hơn. Ủa, ba mẹ vẫn chưa về sao? Cháu chào ba. Ừ, chào cháu. Vi, sao con lại ngồi trước cửa nhà người ta thế? Đi về đi con. Con ngồi đây để ngắm mẹ cho dễ mà. Thôi, chúng ta về đi. Vi, mẹ quên dặn con, từ nay con đừng có lai vãng tới nhà bà cụ kia nữa nha, nhớ chưa? Nhưng tại sao ạ? Bà cụ ấy không giống chúng ta. Hàng xóm ở đây không ai dám lại gần bà cụ ấy cả. Chúng ta cũng nên cảnh giác thì hơn. Nhưng... Không nhân nhị gì cả. Mẹ đã dặn là phải tuyệt đối nghe lời. Cháu chào bà ạ. Ừ, cháu. Bà ơi, cháu tặng bà một cây kẹo nè, rất ngon đó ạ. Bà không ăn kẹo mút, cảm ơn cháu. Vậy hả? Bà ơi, bà đi đâu vậy? Cháu hỏi làm gì? Dạ, nếu bà đi dạo thì cho cháu theo với. Ba mẹ cháu đi làm chưa về? Cháu không sợ ta sao? Sao lại sợ hả? Bà có giọng nói giống như bà ngoại của cháu ngày xưa. Ừ, nếu cháu thích có thể theo bà. Ba mẹ ơi! Trời ơi, con đi đâu thế? Dạ, con đi với bà lão hàng xóm thôi mà. Sao con lại dại dột vậy hả? Từ lúc bác hàng xóm sang báo mẹ rằng con đi với bà lão kia mà mẹ lo thắt cả ruột, con có biết không? Sao phải lo thế hả mẹ? Bà ấy rất tốt bụng mà. Hôm nay bà ấy còn mua kem cho con ăn đó. Trời ơi, ba mẹ đã dặn thế nào hả? Sao mọi người lại xa lánh bà ấy thế chứ? Con thấy bà ấy là người tốt mà. Hôm nay con đã cùng bà lên đồi viếng mộ cụ ông, chồng của bà ấy và người con trai của bà ấy nữa. Bà ấy kể 30 năm trước, một vụ nổ đã cướp đi hai người thân nhất của bà. Hằng ngày, bà lên đây để thăm họ, trò chuyện với họ. Ba mẹ ơi, đừng sợ bà cụ ấy. Con thấy bà cụ đáng thương lắm. Ờ, được rồi. Nhưng tốt nhất con cẩn thận thì vẫn hơn con à. Năm ấy, bà lão đã ra đi và để lại di chúc chuyển nhượng quyền thừa hưởng căn nhà cho con gái tôi. Bà lão lập dị từ lâu đã trở thành người bà yêu quý của con gái tôi. Câu chuyện giữa bà cụ và con gái tôi sau này còn được mọi người nhắc lại mãi. Ai cũng ngộ ra một điều, đó là trước khi định kiến với một ai đó, hãy tìm hiểu họ bằng một tấm lòng yêu thương.
Viên xương khớp Sobi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Sobi nhập khẩu bởi Sun Pharma. Ba nắm cơm. Ngày xưa, tại một ngôi làng nọ, người dân trong làng đều rất nghèo khó, chỉ trừ gã phú hộ tham lam. Gã thường mua lại củi của những người tiều phu trong làng với giá rẻ mạt. Trong ngôi làng có một cặp vợ chồng già. Họ sống bằng nghề nhặt củi. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng họ vẫn luôn lạc quan, vui vẻ. Một ngày, ông lão chuẩn bị vào rừng nhặt củi. Bà lão lại thổi một nồi cơm to để nắm cơm cho ông. Ông ơi, ông mang cơm nắm đi này. Trời trở lạnh rồi đó, ông nhớ về sớm nha. Tôi biết rồi, bà không phải lo đâu. Những cành cây này đã khô héo rồi, xin phép cây rừng cho tôi lấy chúng về nha. Ông nhặt củi ở đây đã lâu, đến những chú sóc trong rừng cũng cảm thấy thân thuộc với ông. Chừng này là khá nhiều rồi, ta nghỉ tay ăn cơm đã. Cơm bãi nắm ngon hết sảy nha. Ôi trời ơi, cơm nắm của tôi. Xin chào mừng ông đến với vương quốc loài chuột. Cảm ơn ông vì những nắm cơm thơm ngon. Mời ông ở lại dự tiệc cùng chúng tôi. Dù rất ngạc nhiên, nhưng ông vẫn đồng ý ở lại. Ông đi theo lũ chuột vào sâu bên trong hang. Khi ông bước vào gian bếp, ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy những chú chuột đang tất bật nấu nướng. Những chiếc bánh chay thơm ngon được làm ra từ chính nắm cơm của ông. Mời ông cứ ăn tự nhiên nha. Cảm ơn vua chuột. Chưa bao giờ tôi được tham dự bữa tiệc nào náo nhiệt đến thế. Muộn quá rồi, vợ tôi đang ở nhà chờ tôi. Tôi phải về thôi. Để tôi tiễn ông về. Cảm ơn vua chuột đã cho tôi tham dự một buổi tiệc thật vui. Đó là nhờ có ông, chúng tôi mới có bữa tiệc này đấy. Chúng tôi tặng ông chiếc khánh này để làm kỷ niệm. Ông luôn được chào đón ở vương quốc này. Khi ông lão trở về, trời đã tối lắm rồi. Mãi không thấy ông đến, nên tôi mua củi của người khác mất rồi. Đến muộn như thế thì ai mà chờ được. Ông về rồi đấy à, tôi lo quá trời à. Sao ông về muộn vậy? Tôi xin lỗi bà, tôi mãi mê dự tiệc mà quên mất giờ về. Củi thì không bán được, chúng ta chẳng còn gì để ăn nữa. Ông ơi, vua chuột quên mất, không dặn ông, nên sai con đến. Chiếc khánh đó là khánh thần, cầu gì được nấy đấy ông ạ. Thật như vậy sao? Ông cứ ước thử đi, xem có linh nghiệm không. Xin hãy cho chúng tôi có một bữa ăn tối thịnh soạn. Trời ơi, điều ước linh nghiệm thật rồi nè. Ông hãy dùng chiếc khánh đó cho đúng nha. Có được chiếc khánh này, chúng ta sẽ ước có thêm ruộng vườn để cày cấy và giúp đỡ mọi người trong làng bà ạ. Ông nói phải á. Ông bà lão đã dùng chiếc khánh để tạo ra nhiều tiền vàng giúp đỡ dân làng gây dựng cơ nghiệp. Chẳng mấy chốc, người dân trong làng đều trở nên giàu có hơn. Nhưng điều đó lại khiến gã phú hộ không vui. Ông hãy cho tôi mượn chiếc khánh này dùng một lát được không? Ông đã rất giàu có rồi, còn muốn dùng chiếc khánh để làm gì? Tôi chỉ mượn xem có đúng là chiếc khánh cầu gì được nấy không ấy mà. Tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ dùng chiếc khánh vào việc tốt mà thôi. Ta sẽ tìm cách lấy chiếc khánh đó cho mà coi. Bà nè, tôi tính mang trả chiếc khánh cho vua chuột. Cuộc sống của chúng ta cũng đã sung túc hơn rồi, chỉ cần chăm chỉ làm ăn thì không lo bị đói đâu. Tôi cũng nghĩ như vậy. Vậy hãy mang trả chiếc khánh trước khi bị kẻ xấu dòm ngó đi ông. Sau đó, ông lão đã mang trả chiếc khánh cho vua chuột.
Kể từ đó, không ai còn nhìn thấy chiếc khánh đó nữa. Mỗi khi rảnh rỗi, ông bà lão vẫn nắm cơm thả xuống hang chuột để cảm ơn vua chuột đã giúp đỡ cho ông. Viên xương khớp Serbi với thành phần glucosamine, chondroitin, MSM và collagen giúp giảm thoái hóa khớp, tạm biệt những cơn đau. Serbi nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Lãnh chúa và con quỷ. Ngày xưa, ở một xứ sở nọ, có một tên lãnh chúa giàu có. Tiền nông của nã chất đầy nhà nhưng đầy mưu mô. Hắn quỷ quyệt với mọi người đến mức ai cũng phải ngạc nhiên sao hắn chưa bị trời tru đất diệt. Một hôm chợ phiên, cưỡi ngựa đi dạo, hắn gặp một người đàn ông kỳ quái. Tên kia, ngươi là ai và từ đâu tới? Tốt nhất là ngươi đừng có hỏi ta là ai và từ đâu tới. Ngươi là ai? Điều ấy ta phải biết. Nếu ngươi không chịu nói, ngươi sẽ biết tay ta. Ta là người có uy quyền ở vùng này. Ngươi sẽ khốn đốn nếu như không chịu trả lời thành thật câu hỏi của ta. Nếu ngươi muốn biết thì cũng được thôi. Ta chính là một con quỷ. Ây chà, con quỷ. Ngươi nghĩ ta là trẻ lên ba hay sao? Nhìn ngươi thế này mà dám nhận là một con quỷ. Ta chưa thấy con quỷ nào hiền như ngươi. Đừng có khiêu khích ta. Nếu không, ngươi sẽ phải hối hận đấy. Sứ mệnh của ta hôm nay là tới thành phố này thanh toán một tai ương đã trở thành sự phẫn nộ của công chúng. Trời ơi con quỷ, ngươi làm ta thấy buồn cười quá. Ta muốn xem một tên chân yếu tay mềm như ngươi thì sẽ thanh toán những tai ương như thế nào. Được thôi. Đối với lãnh chúa, việc lấy uống như vậy không nên một chút nào. Ngươi đúng là đồ sĩ diện hảo. Mày cứ dậy đi, có giỏi thì mày chạy đến chỗ con quỷ đó đứng, nó tóm cổ mày cho mày biết thân. Ngươi có nghe thấy gì không? Bà ta vừa nhắc tới con quỷ đấy. Nếu ngươi thật sự là một con quỷ thì hãy giơ tay tóm lấy con lợn đi chứ. Bà ta cáo nên nói vậy thôi. Tôi bắt lợn đi, bà ta sẽ buồn phiền cả năm trời cho mà coi. Ta chỉ hành động khi nào đó thực sự là chuyện tai ương. Chỉ có thể là ngươi không phải là một con quỷ thôi. Không nghe lời mẹ phải không? Con quỷ nó tới bắt con bây giờ. Đấy, ngươi có nghe thấy không? Họ nói ngươi bắt thằng bé bướng bỉnh ấy đi. Nếu ngươi là một con quỷ. Không đâu, chẳng qua bực mình nên bà ta nói vậy thôi. Tôi mà bắt nó đúng như lời bà ấy nói, chắc chắn bà ấy sẽ kêu la trời đất. Ta đã nói mà, ngươi chỉ là một tên giả dối. Không có con quỷ nào ở đây cả. Chỉ có một người đầy quyền lực và sức mạnh, chính là lãnh chúa ta thôi. Dẹp đường cho ta. Các người có muốn sống nữa không hả? Ngươi đã thấy được sức mạnh của ta chưa? Chà chà, con bò nhà ai mà béo đẹp thế? Không thể để phí một miếng mồi béo bở như thế này được. Đấy là bò nhà ai mà ngươi lại tự ý lấy chứ? Bò nhà ai à? Ta đã nói với ngươi rồi, ta là người quyền lực nhất vùng này. Chỉ cần ta thích là nó sẽ thuộc về ta. Này ông kia, sao lại dắt bò của tôi? Con xin ngài, đây là con bò duy nhất của nhà con. Xin ngài đừng bắt nó đi mà. Đừng có nhiều lời, tránh ra. Trời đất quỷ thần ơi, có đời thỏ nhà ai lại ăn cướp của dân ngang ngược như thế hay không? Đúng là ta đấy, ta thích thì ta lấy. Đĩa bàn này là của ta, người có muốn sống hay không mà dám ý kiến. Cuộc sống của cả gia đình ta chỉ trông mong vào con bò sữa đó. Ta nghèo khó mà ngươi cũng đang tâm cướp bò của ta. Cầu trời trừng phạt ngươi, ngươi làm khổ không biết bao nhiêu dân lành. Mong sao quỷ tha ma bắt ngươi đi. Nhà ngươi thật to gan, cứ đợi đó, ta sẽ cho người đến bắt ngươi về xử. Ta sẽ cho ngươi biết uy quyền của ta. Ngươi đừng hòng ăn cướp của dân. Hôm nay ta dẫu có thế nào cũng không để ngươi mang nó đi đâu. Tên lãnh chúa độc ác. Dám lằng nhằng với ta. Tất cả những kẻ nào chống lại sức mạnh của ta đều phải lãnh hậu quả xấu. Trời cao có mắt, xin hãy để quỷ tha đi tên xấu xa này, để lại cuộc sống bình yên cho chúng con. Nó đang gào khóc kêu ngươi giúp kìa.
Giờ thì sự thật rõ ràng nha. Ngươi mà cũng dám nhận là con quỷ. Ngươi làm cái gì thế? Thế nào anh bạn? Anh đã biết đâu là tai ương chưa? Ta phải hành động ngay thôi. Ngươi đừng nói gì nữa. Ngươi làm hại chân lành, ngang ngược và tham lam. Ngươi gây tai ương làm khổ mọi người. Ta phải làm tròn sứ mệnh của mình là trừng phạt ngươi. Cứu tôi với! Xin quỷ hãy tha cho ta. Quá muộn rồi, ngươi phải bị trừng phạt tất cả những tàn nhẫn ngươi đã gây ra cho nhân dân. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.